Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Cốt kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Invita đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của eShip.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ UPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng chúng ta sẽ thấy đầu tiên là một mã QR sản phẩm nè, một chiếc bóp chính đến từ Invita và một lớp giấy nến đệm gói để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển các bạn nhé. Phía dưới chúng ta sẽ có hóa đơn từ nhà bán hàng, không ai khác Joma Shop, một seller cực kỳ lớn và uy tín tại Mỹ. Nó thuộc quận Brooklyn, New York. Nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Tạm thời mình sẽ để qua một bên này, đi đến nhân vật chính của chúng ta. Bên ngoài chiếc bóc chính thì chúng ta sẽ có một cái lớp bìa giấy màu đen như thế này. Mình sẽ lấy ra luôn nhé. Bóc chính bên trong sẽ là tông màu vàng rất là đặc trưng của thương hiệu Invita. Các bạn có thể thấy nè. Đây, tên thương hiệu, logo thương hiệu, slogan cũng như là năm ra đời. Được thể hiện rất là sắc nét luôn. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể dễ dàng nắm bắt được. Thì Invita bắt đầu là một công ty đồng hồ của Thụy Sĩ vào năm 1837. Thương hiệu này được thành lập bởi Raphael Bicat tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Vào đầu những năm 80, Invita bị phá sản và thương hiệu này được bán vào năm 1983 cho Audis SA. Công ty này tiếp tục sản xuất đồng hồ Invita ở Belle, nhưng mà điều này chỉ tồn tại trong một cái thời gian ngắn vì Audis sau đó đã phải đóng cửa do doanh thu khá là đáng thất vọng. Invita được tái thành lập vào năm 1991 khi thương hiệu được mua lại bởi các chủ sở hữu người Mỹ. Và đó là những cái thông tin tổng quan về thương hiệu này. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bên trong chính là mẫu đồng hồ ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn. Nó sẽ nằm ở trung tâm luôn, rất là đẹp. Phía dưới nó sẽ có một túi hút ẩm nè, rất là cần thiết đối với những chiếc đồng hồ có lớp mạ PVD như thế này. Ở đây chính là tác của sản phẩm. Sản phẩm vẫn còn mới 100% như các bạn thấy, nguyên siêu, siêu mặt nè, siêu đáy, siêu dây hậu rất là kỹ luôn và siêu khóa nữa. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn, mới 100%. Đầu tiên thì mình xin phép mình tháo lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có được những cái góc quay nó thực tế nhất và đẹp nhất trên sản phẩm này. Đây chính là phần tác của sản phẩm nè. Và mẫu sản phẩm trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Invita Pro Diver Automatic Main Watch. Với mã sản phẩm sẽ là 36973 và giá niêm yết là 795 đô. Thì mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Phía sau tác thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu và logo thương hiệu rất là lớn như thế này trên nền màu vàng, tông màu đặc trưng của thương hiệu Invita. Rồi, trước hết thì đây là một mẫu đồng hồ cơ khí, mình sẽ lên một xíu code để cho chiếc đồng hồ nó bắt đầu hoạt động luôn nhé. Là muốn có thể sử dụng được chiếc nấm này chúng ta phải vặn ra như bạn thấy nè, giống hình xoắn ốc vậy. Đây, mình sẽ vặn ra một chút xíu cho chiếc kim chúng ta bắt đầu hoạt động nha. Các bạn sẽ thấy được những cái chuyển động mượt mà của phần kim dây. Rồi, trước hết thì mình sẽ chia sẻ về đường kính của mẫu này. Mẫu này sẽ đường kính là 44mm, khá là lớn. Nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay khoảng tầm 18cm trở lên. Lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này sẽ là 13mm, nó sẽ vô cùng nổi bật trên cổ tay của nam giới. Và phần kính này chúng ta sẽ được trang bị kính khoáng cứng, có khả năng chịu lực tốt, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng là khi trầy nhẹ. Ở đây là mình chỉ nói những cái vết trầy nhẹ như xước chỉ kim hoặc là xước lông mèo mà thôi. Chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng này cho những vết trầy sâu và nặng hơn. Nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ luôn. Các bạn lưu ý kỹ vấn đề này nha, vì bản chất của việc đánh bóng là bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy. Về mặt số bên trong thì chúng ta sẽ có tông màu đen mang lại cái nét huyền bí và sang trọng. Đây là một trong những tông màu khá là an toàn, được sử dụng rất là rộng rãi, cũng như là các bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, cũng như sử dụng trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét thanh lịch sang trọng của chiếc đồng hồ. Chính vì thế đây là một trong những cái tông màu được giới mô điều thời trang cũng như giới mô điều đồng hồ rất là yêu thích và săn đón.
Và vành benzene phía trên này chúng ta cũng sẽ có được cái tông màu đen này luôn, nó tạo nên cái sự đồng bộ hơn và nét sang trọng hơn khi kết hợp với tông màu vàng gold với lớp mạ BVD dạng demi như thế này. Gọi là demi có nghĩa là cái khi mà chúng ta sử dụng những cái lớp mạ này để nhấn vào một số chi tiết, tạo nên cái sự nổi bật cũng như là sự cuốn hút hơn trong phần thiết kế. Chúng ta sẽ có một cái tông màu demi hai tông như thế này. Về phần cọc số như là bộ kim, chúng ta sẽ thấy những cái nét, đây chính là những cái nét đặc trưng riêng của bộ sạc Pro Diver với những cái thiết kế có hình dạng đặc biệt như thế này, để các bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa các cọc số với nhau cũng như là giữa các kim với nhau khi mà vào môi trường nước gặp hiện tượng khúc xạ ánh sáng các bạn nha. Thì hiện tượng này sẽ làm thay đổi đi những cái kích thước của vật thể bên trong, cho nên là chúng ta cần có những cái thiết kế đặc biệt, những hình dáng như thế này để có thể phân biệt với nhau bằng hình dáng kích thước thì nó sẽ bị thay đổi rồi, chúng ta không thể phân biệt được. Rồi về cọc số, chúng ta thấy cọc số 12 giờ đây là cọc quan trọng nhất, nên sẽ có một cái thiết kế vô cùng đặc biệt, khác biệt hoàn toàn so với các cọc số còn lại. Nó sẽ có hình dạng tam giác nè. Các cọc số phụ sẽ là dạng chấm tròn và cọc số 6 và 9 giờ sẽ là dạng cọc đơn. Riêng cọc số 3 giờ nó sẽ là ô cửa sổ lịch ngày thay thế hoàn toàn luôn, với nền màu trắng chữ số màu đen. Kết hợp với đó chúng ta sẽ được trang bị thêm một chiếc kính lúp nữa để tăng khả năng hiển thị cũng như khả năng đọc cho chiếc lịch ngày này rất là rõ ràng. Tên thương hiệu cũng như là logo thương hiệu sẽ được đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có tên bộ máy Automatic Professional. Khả năng kháng nước mẫu này sẽ là 660 feet, tức là 200m, rất là cao. Kết hợp với đó chúng ta sẽ được trang bị 2G chống bắn tia nước để có thể bảo vệ phần núm vặn, và đây là núm vặn drill down, tức là núm vặn xoắn, các bạn sẽ đóng chặt núm khi sử dụng nha, để có thể tối đa hóa được cái khả năng kháng nước và có thể hoàn toàn yên tâm chơi thể thao dưới nước. Về phần bộ kim các bạn sẽ thấy nè, kim giờ chúng ta sẽ có một cái thiết kế với một cái vòng tròn rất là lớn nối giữa đầu và thân kim để phân biệt hoàn toàn với phần kim phúc dạng thành thẳng như thế này. Kim dây thì chúng ta sẽ có phần đối trọng kim dây, tức là phần đuôi kim nè, sẽ là logo của thương hiệu Vita luôn, lồng ghép rất là tinh tế cho bạn cái trải nghiệm xem rất là thú vị khi mà chiếc logo này sẽ luôn luôn di chuyển xung quanh mặt số. Và toàn bộ phần cọc số cũng như là bộ kim chúng ta đều sẽ có cái lớp phủ dạ quang, thì Invicta họ gọi công nghệ này của họ là Trinite, cho chúng ta cái khả năng đọc trong bóng tối rất là tuyệt vời. Để sử dụng tốt nhất cũng như là sạc đầy vào lớp phủ này, các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ này dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời khoảng tầm 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy. Và khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất là rõ ràng, sáng lên rực rỡ cho các bạn đọc thời gian một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Tiếp tục đi đến phần vành benzen. Ở đây thì chúng ta sẽ có một vành benzen khá là lớn với thiết kế thân vành dạng đồng xu với những cái răng cưa như thế này. Nó tăng thêm cái độ ma sát, độ bám để các bạn có thể dễ dàng sử dụng trong môi trường nước. Nếu bạn thấy đó, mình sử dụng bao tay và vẫn có thể di chuyển vành rất là nhẹ nhàng. Đây là vành benzen xoay một chiều và đó là ngược chiều kim đồng hồ các bạn nhé. Chức năng của vành benzen xoay một chiều như thế này thì giúp chúng ta có thể đo được thời gian sự kiện diễn ra mà không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu. Có nghĩa là khi các bạn muốn đo những cái sự kiện theo mức giây, các bạn chỉ cần xoay điểm đánh dấu này đến đón đầu chiếc kim dây, và khi các bạn thực hiện sự kiện đó kết thúc thì cái phần kim dây đang chỉ ở vị trí nào thì chúng ta chỉ cần đọc thời gian ngay vị trí đó, đó chính là cái thời gian diễn ra sự kiện luôn, không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu nữa. Và một cái môn thể thao nữa là môn thể thao lặn, thì các bạn sẽ nhớ kỹ nha, chúng ta sẽ có cái bình dưỡng khí, thì khi các bạn xoay cái điểm đánh dấu này đến đón đầu kim phúc thì chúng ta sẽ biết được cái lượng dưỡng khí còn lại trong bình là bao nhiêu phút để có thể sắp xếp và trở lại mặt nước, rất là quan trọng nha. Và đó chính là cái chức năng chính của cái vành benzen xoay này, rất là tiện lợi luôn đối với những bạn nào thường xuyên chơi thể thao dưới nước nha. Rồi về phần mà mặt của vành benzen thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số tông màu vàng gold rất là sang trọng, và đây là chỉ số Arabic các bạn nha, được đánh rất là, với kích thước rất là lớn cũng như là rất là sắc nét để các bạn có thể đọc thời gian một cách nó thuận tiện nhất. 20, 20, 30, 40 và 50 đây là những cái cột mốc quan trọng để các bạn tính thời gian. Và điểm đánh dấu của chúng ta cũng sẽ có một cái chấm phủ dạ quang như thế này, rất là sáng luôn, để các bạn có thể đọc trong môi trường nước luôn. Và đến những nơi mà ánh sáng không chiếu tới được các bạn, chúng ta sẽ cần có những cái lớp dạ quang này. Và nói về điểm nhấn tiếp theo đó chính là về vật liệu. Ở đây thì vật liệu hoàn thiện lên chiếc đồng hồ này, từ khung vỏ này, dây đeo cho đến phần vành benzen, tất cả đều là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, hoặc là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó, thép 316L cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính, một cái khả năng rất là quan trọng đối với các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí như thế này. Nó sẽ tránh cho cỗ máy bên trong của chúng ta tránh khỏi hiện tượng bị nhiễm từ, ảnh hưởng đến độ chính xác. Chế tay đánh bóng thì sẽ được sử dụng ở hai bên phần thân vỏ cũng như là thân vành benzen, tạo nên cái nét bóng bẩy sang trọng và các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn như mình đang chuyển động đây, rất là đẹp luôn. Đây các bạn sẽ thấy những cái hiệu ứng ánh sáng nó sẽ chạy trên những cái chế tay đánh bóng như thế này.
Và tên thương hiệu Invita sẽ được khắc rất là lớn ngay trên phần thân vỏ, cực kỳ nổi bật luôn. Nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa cho mỗi sản phẩm của chúng ta từ cái góc nhìn hai bên. Phần đấm vặn chính chúng ta cũng sẽ có logo thương hiệu này khá là sắc nét, và phần đấm vặn này cũng sẽ là lớp mạ PVD màu vàng gold rất là sang trọng. Mặt lớp thì vẫn là chế tác đánh phay xước, giữ lại cái nét nam tính mạnh mẽ và cứng cáp hơn cho mỏ đồng hồ. Dây đeo với dạng ba chỉ và chỉ giữa vẫn là kích thước lớn hơn, với chế tác đánh bóng và lớp mạ PVD tạo nên cái điểm nhấn mạnh mẽ nè, cuốn hút hơn trên cổ tay của nam giới. Khóa thì chúng ta vẫn sẽ thấy khóa một lần gập với chốt V-Lap an toàn. Đây là một cái dạng khóa rất là quen thuộc trên các mỏ đồng hồ thể thao rồi. Chốt V-Lap này sẽ giữ chặt dây đeo khi các bạn hoạt động thể thao và hoạt động mạnh nha. Đây, tên thương hiệu và logo vẫn được đặt ở trên phần mặt khóa rất là lớn và sắc nét. Thiết kế mặt đáy thì vẫn như mọi khi, một thiết kế đáy lộ máy trên các mẫu đồng hồ cơ khí nè, với những cái thông tin bên lề như là tên thương hiệu Invita, automatic cổ máy nè, khả năng kháng nước là 200m và all stainless steel, tức là thép không gỉ và 16L đó các bạn. Đó là vật liệu hoàn thiện ha. Chúng ta sẽ có model, tên là mã sản phẩm nè. Rồi, đó là những cái thông tin chúng ta sẽ có phía dưới mặt đáy này. Và trong phần rotor các bạn sẽ thấy tên bộ máy cũng được thể hiện ở đây. Tuy nhiên thì đây lần này thì họ để cái phần rotor ta màu thép, nó sẽ hơi khó nhìn một chút xíu. Đây là bộ máy NH35A đến từ Nhật Bản các bạn nha. Và đây là 24 chân kính, họ cũng có thể hiện trên phần rotor luôn, nhưng mà nó hơi khó đọc một chút xíu qua camera. Đó là những cái thông tin chúng ta sẽ có bên dưới mặt đáy này. Và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước. Phía trên phần khung vỏ nè, dây đeo, mặt kính cũng như là vành benzen, tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo luôn, mới 100% nguyên siêu. Nhìn chung thì mẫu đồng hồ này chúng ta nó mang một cái phong cách thể thao với kiểu dáng cổ điển của dòng Pro Diver. Nó thích hợp với các bạn nam nào đam mê dòng đồng hồ thể thao nè, thể hiện được cái sự năng động cùng với nét nam tính mạnh mẽ của mình. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Invita nói chung, cũng như là mẫu Invita Pro Diver ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi đến với eShip.vn thì các mặt hàng sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.